Ok, xin chào tất cả bạn quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với Pixelmon. Ở tập trước thì mình đã bắt được hai cái con Pixelmon, nhầm, hai con Pokemon huyền thoại. Hai con rất là giống nhau, mình thấy rất là giống nhau và hai con đều bé xíu. Ngày hôm nay thì mình sẽ đi đánh boss cũng như là có 29 quả Ultra Ball đây. Mong rằng là độ đẹp trai của mình nó sẽ nó sẽ giúp phần nào bắt được mấy con Pokemon huyền thoại dễ hơn. Đó. Tóm lại là phải vào độ đẹp trai. Ok. Giờ thì mình sẽ dịch TP qua cái chỗ bán mấy cái đồ linh tinh rồi mua thêm Ultra Ball nha. Hello bạn nhỏ. Sell. Ok, bán mấy cái đồ này đi. Wow, hello 7.000 năm này, bán hết mấy cái kỹ năng này mình đếch thèm học. Rồi ok, chúng ta lại mua được thêm 6 quả Ultra Ball. Rất là thơm thịt. Thực sự là mình chưa bắt được một cái con nào gọi là nó to. Con Pokemon huyền thoại nó to cả, toàn mấy con lít nhít à. Nhìn nó khó chịu kinh khủng luôn. Giờ thì mình sẽ bay về hướng nào ta? Hướng này đi. Lần trước thì bay ở bên này rồi, sang bên này rồi. Ủa sang tít bên này rồi. Mình quên không đặt điểm ở đây, bây giờ TP qua cũng không được. Thế nên là thôi, trên đường bay thì gặp con nào thì bắt con đấy, vừa đi khám phá luôn. Và mong rằng là ngày hôm nay lại thêm một con cũng được, một con Pokemon huyền thoại, mong rằng là con to chứ đừng mấy cái con lít nhít như tập trước mình nhỉ. Vui thì có vui thật đấy nhưng mà mình không 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 thích lắm. Rồi bốt dưới kia kìa, chúng ta xuống quất luôn nhỉ. Sợ gì bố con thằng nào, sợ gì bố con thằng nào, chơi là phải chơi khô máu. Mega lên mà quất thôi. Mega lên mà quất thôi. Rồi luôn tối om chả nhìn thấy gì. No. Rồi mega lên và chết luôn. Hay lửa nó bị hạ kìm hãm thế nên là không thể đánh được. Chỉ có hệ điện này đây này, nó ngang kèo. Gì chứ cứ gặp cái con này. Ồ, lại nhận được một cái đau buồn thật. Mình không có bắt được, chưa, không phải không có bắt được mà chưa bắt được con rùa. Cái tiến hóa mega của con rùa đấy. Nào, tắc thở, tắc thở, tắc thở. Ôi, cuối cùng cũng sống. Rồi lại thêm bốt rùa. Bốt rùa thần. Pokehia. Rồi, bay tiếp thôi. Chúng ta sẽ lạc trôi về hướng nào đây? Mấy cái hướng này là hướng nhà rồi. Từ nha. Mình xem là nào. Đây. Hướng này. Đi theo hướng này. Mình không muốn lạc trôi về hướng nhà của mình. À, đi cứ đi về hướng này đi. Pokemon huyền thoại ơi, em ở đâu, em ở đâu? Ôi rất là nhiều cua luôn. Rồi đại hội anh hùng cua. Võ lâm tranh bá. Con này là con gọi mình gọi là con Raptor đây. Ây da, Pokemon huyền thoại kì. Rồi luôn lại một con lít nhít kìa. Con này là mình có rồi nhá. Lần này mình sẽ solo với nó. Chạy đi đâu. Trời ơi sao loanh quanh khu này toàn Pokemon huyền thoại vớ vẩn này. Dạ. Không đánh được rồi. Họ. Thôi mình luyện cấp thôi. Con này chắc chỉ để luyện cấp thôi. Chứ bắt cũng chả giải quyết được việc gì.
Ok, đổi Raikou. Giết nó đi em. Rồi luôn một một kill chết à? Ok. Con này không bỏ xỉa răng các bạn. Drop Venus kìa. Đánh bot cũng được. Ai, buồn thật đấy. Lanh quanh cái vùng nước này công nhận là toàn mấy con Pokemon huyền thoại cùi. Thật không thể tin được. Hello Venus. Venus tiến hóa Mega. Mega Y sao mình nhớ không nhầm là Mega Y. Đúng không? Quên đấy, bỏ ngọc Mega Y và cũng không nhớ. Rất là lâu. Yeah, búc nó, búc nó, búc nó. Rồi ok, vẫn đánh được một cái. Nhưng mà sẽ chết ngay sau đây. Chầu trời, chầu Diêm Vương luôn. Múc nó đi em. Những cái con như thế này chỉ có con này này. Con này là múc được nhưng mà mình sẽ test thử hai con này xem con nào nó hơn. Hệ nước mà. Water mà. Rồi đánh không xi nhê. Và chết cũng rất là nhanh. Tất cả mình trông cậy vào cái con này. What the? Ê đừng bảo thua nhá. Mình không thể tin được thua. Thua một cách xàm xí đế. Rồi kia một con. Con này tiến hóa Mega khác này. Một con bot, đây là chùm. Đây là bot huyền thoại. Level 95, mình không biết là mình có xúc được con này hay không nhưng mà thử, hãy thử dù chỉ một lần. Bởi vì sao là con này nó có chữ Legion ở đây này, bot huyền thoại đây. Đánh bot này có tỷ lệ ra ấy Master Ball. Còn nếu bot bình thường kia nó sẽ không có tỷ lệ ra Master Ball đâu các bạn ạ. Chỉ có bot có chữ Legion này, một ông chùm như thế này nó mới có tỷ lệ ra Master Ball và Park Ball, còn bot bình thường chả ra đâu. Thế nên là các bạn nếu có chơi thì các bạn đừng cố đánh mấy con kia làm gì. Rồi luôn nó có skill hồi máu cơ. Wow. Tự nhiên sau hôm nay con này trâu chó thế, solo bot à? Really? Rồi luôn nó hồi máu rất là ghê. Yeah. Có lẽ là tiến hóa Y nó giúp phần nào sức khỏe của con này nó kinh khủng thêm. Con này đánh gì đây, trưởng này đi. No, chết rồi, nó hồi máu kìa. Đánh tôi xuống nhanh. Ủa sao con bot này cùi vậy? 95 mà cùi vậy. Ui, nó bung máu liên tục lên mà. Mình đánh rồi luôn. Không đủ, đủ để sốc sát thương nó xuống. Không đủ để sốc sát thương nó xuống các bạn ạ. Phải tìm ra lối đi mới. Rồi luôn. Cái này là mình không thể sốc được sát thương nó. Mình sẽ teo. No. Trông chờ vào mày thôi lận. Rồi ok ok. Cuối cùng nó cũng chết. Rồi nhận được một cái khăn cùi bắp. Đeo khăn mà. Wow, lanh quanh khu này lắm bốt thế. Bốt thì nhiều, Pokemon huyền thoại chả thấy đâu. Toàn với con cùi. Mỗi lần tiến hóa này mất cả 10 giây chứ đùa. Xúc nó đi em. Rồi chết luôn. À chưa chết. Giờ đến mày đấy. Rồi luôn mày chết luôn. Con này mình sợ là không ăn được. Đúng thật là không ăn được. Con này mình thua rồi. Xong rồi cuộc đời phiêu bạt giang hồ rồi. Mày quá thắng rồi. Level up. Đấy đánh con này chủ yếu là các bạn kiếm kẹo thôi. Kiếm kẹo để up level cho mấy cái con pet thôi. Chứ còn chả giải quyết được việc gì đâu. À quên, lấy ngọc để tiến hóa Mega. Đây con Mega X này. Hơi. What the hell?
mình ấn nhầm. Ê, nhầm. Đây chứ. Mày vẫn còn kịp. Ồ, mát quá anh ơi, mát quá. Ồ, vẫn cháy à? Rồi luôn. Thôi cứ cháy đi, cái con bot kia nó cũng cút rồi. Có lẽ là nó thật cảm thấy sự nguy hiểm bên cạnh nó. Ủa, lửa. Rồi luôn. Lửa cháy trong tim ta. Mình tắm biển đây. Mình tắm biển không hết lửa. Bạn thấy không? Mình có sức mạnh của người lửa. Điên tiết qua bay. Thôi kệ đi. Cho người lửa cho nó bùng cháy. Giờ mình sẽ bay về hướng này. Không thấy cái con gọi là con cá heo nhỉ. Cái con cá heo huyền thoại. Mình thấy con đấy rất là nhiều người bắt. Nó to chứ. Đẹp kinh khủng khiếp mà mình không. Số mình không bắt được sao? Số mình chả lẽ là đen đủi vậy. Yeah. Ong này. Ong bắp cày. Mang vác 35 quả Ultra Ball đi. Ngày hôm nay không thu hoạch được con nào thì hơi phí cuộc đời đấy. Chúng ta sẽ bay về hướng bên này. Bay và bay. Đấy, ui. Gym. Phòng gym dưới nước phải không? Chuẩn, cơm mẹ nấu rồi. Ok, fine. Phải phòng gym dưới nước nhỉ? À không. Mình đoán là phải. Giờ thì mình sẽ lấy cái cúp như là lấy cái này để nhanh tay nhét bịt nó vào để cho đỡ. Đợi bị nước. Ủa không phải vòng gym lên nước à? Không phải các bạn ạ. Chỉ là một cái thành phố thôi. Thôi kệ, mình chết cũng được để đỡ cái hiệu ứng lửa đi. Mình ghét lắm. Đây muốn không chết đây. Rồi ok, hết hiệu ứng lửa. Bực cả mình. Mấy cái đai này mình sẽ remove đi. Đỡ bị nhầm lẫn. Ok. Quay trở lại điểm này và đi. Hey, trời ơi, cứ tưởng là một cái gym ở dưới nước, cơ hóa ra là một cái thành phố, nó dưới đấy nó có lẽ là có điều gì bí ẩn, nhưng mà mình do mình không lấy cái ấy, cái nhìn dưới nước cũng như là cài cái resort pack nó như này nó nhìn khó. Thôi kệ đi, bỏ qua đi. Chủ yếu ngày hôm nay đi săn Pokemon huyền thoại thôi. Đi lắc thăng. Ủa bạn này bạn level 18. Mình cứ tưởng là nhìn nó đẹp thế nào cơ. Chúng ta lại đến vùng đồng bằng xem nào. Quay trở lại đây xem có con gì nó hot hòn hòn không. Chơ-ra-ta-ta. Fogger. Pokéchat. Nhặt mấy cái này thì chủ yếu là toàn mấy cái đồ linh tinh. Có thể là giúp mình bán được mua Ultra Ball thôi. Taratata. À ui. Để ơi. Lại một con Vinus Legion. Chúng ta sẽ tiến hóa vào múc đó thôi. Solo. Lần này lại solo tiếp. Mong rằng được Master Ball hoặc Pack Ball.
để mình có thể tự tin hơn khi gặp mấy con huyền thoại. Rồi luôn, lần này nó đánh một phát phủ đầu sấp mặt luôn. Rồi luôn. Anh ơi, sao lần này anh mạnh tay với em thế? Em chỉ là một con gà thôi mà. À, đánh này cho chắc. Rồi luôn, nó kéo phát tụt máu, tụt đường huyết chết luôn. Mấy con hệ nước này nó thật yếu lắm. Chỉ đánh cùng hệ lửa thôi, không đánh được hệ này. Trông cậy vào mày đấy em. Cố lên. Rồi rồi, ok. Cứ phát huy phong độ. Rồi ok. Ngon. Được cái kẹo. Mình chưa lang thang buổi tối ở vùng này bao giờ. Thế là ngày hôm nay thì sẽ lang thang loanh quanh đây giờ tìm những cái con Pokemon mới. Rồi Vinert tiếp. Vinert ở... con gì đây? Con này mình có rồi. Vinert tiếp à? Đánh thôi, sợ gì? Giờ mình gặp boss mình chả ngán con nào. Thật đấy, sự thật nó là như thế. Ngày trước thì mình còn sợ, nhưng bây giờ mình có bộ dàn Pokemon nó hùng hậu tối ưu rồi thì sợ gì bố con đằng nào. Múc hết đấy, một mình con này solo gần chết rồi. Ok. Mạnh quá bay. Mày mạnh quá bay. Rồi luôn, mồm nói phét. Con này chết úp mặt vào sông quê rồi. Ok, con này cứu nhân rồi. Có trưởng fly, trực bay là nó né được khá là nhiều trưởng. Ngon ngay. Tuổi gì? Scope land ngay. Giờ mình sẽ lên cho cái con Charmander này lên cấp đi. Nó góp phần giúp ích cho mình rất là nhiều, nên là mình không thể cho nó cùi bắp thì được. Level 51 rồi. Bọn kia toàn 60. Mà riêng cái con này level 51 là mình không thấy điểm gì nữa. Ưa rồi. Nhặt bóng này. Nhặt bóng nào. Berry. Thực sự là cái vùng rừng này mình cảm thấy rằng là nó không thấy có con gì luôn ấy. Ucha chết này. Ui, tối ngày hôm nay lạc trôi ở đây mà không thấy con gì ta. Nhưng mà hầu như gặp Pokemon huyền thoại ở mấy cái khu này thì toàn Pokemon huyền thoại VIP thôi, chứ không có loại cùi bắp bắp đâu. Đấy. Mồm vừa nói xong. Wow. Ây à. Con này VIP nhá. Yeah. Con này VIP nhá. Đừng đùa mấy ninja. 35 quả mình thề chứ. 35 quả không bắt được thì có mà thâm à nhỉ. Nhưng mà công nhận là Ultra Ball dạo này đẹp trai thật. Bắt đầu khen Ultra Ball đấy. Nhưng mà con này công nhận là đẹp. To chả bá này, mình chỉ to là sướng à. Không cần biết là nó to, nó có quyền đấy bạn. Họ ra gánh đỡ đạn đi em. Cố lên. 30 quả rồi, cố lên. Cố lên cho con nó khỏe. Bắt được đi. Đừng 20 quả mới bắt được thì mệt lắm. Mình kích chuột thực sự là rất là mệt. Con này là con cái à. Nhưng mà nhìn nó ong ánh này đẹp ấy. Con này hình như cưỡi bay được luôn ấy. Khả năng con này sẽ là chùm ở trong cái mấy cái con của mình. Mong là sẽ mạnh. Cầu mong là như vậy. Chứ đừng cùi bắp như mấy cái con mình bắt ở dưới nước kìa, mệt lắm. Mình bây giờ mà đánh là sợ nó chết. Thế là mình sẽ không đánh. Biết đâu là nó sốc sát thương một phát nó chết thì thôi.
Y rằng tập này sẽ bị ăn chửi no. Ăn chửi no. Mà đấy, thế nên là mình có bao nhiêu quả Ultra Ball mình chắc chắn phải bắt bằng được. Nếu mà không bắt thì có tội, có lỗi. Cảm thấy có lỗi. Cố lên em. Mà công nhận là tỷ lệ ra Pokemon huyền thoại ở cái bản này nó gấp mấy lần cái bản kia mất rồi luôn. Các bạn thấy không? Hết được 30 quả rồi đấy. Mình có 35 quả. Phải không? Giờ chỉ còn 17 quả thôi. Nếu mình bắt không được thì mình sẽ sử dụng game mode. Bởi vì là tốn bao nhiêu quả không bắt được hơi phí. Mình không muốn bỏ lỡ. Và mình sẽ sử dụng game mode. Thế là đừng ai cản mình. Ultra Ball đẹp trai à? Ultra Ball đẹp trai. Ultra Ball đẹp trai. Còn 10 quả thôi. Ultra Ball đẹp trai à? Khen nó đẹp trai bằng thừa. Quá là cùi bắp của Ultra Ball. Mười một quả cuối cùng. Không ấy được thì mình sẽ lôi Master Ball ra để gõ vào đầu nó. Bắt nó chui vào cái lỗ này. Rồi ôi. Mày muốn sống hay muốn chết mà cứ phải đối đầu với tao. 8 quả các bạn ơi. Mình không muốn đánh nó mà nó cứ thích chống lại mình. Bli. Bắt Ultra Ball này rất là tốn kém đấy. Rồi luôn. 4 quả cuối cùng. Thật sự là bắt mấy cái con này nó khó kinh khủng. Tỷ lệ không biết là không phải mấy phần trăm. Rồi luôn. Glycelia. Quả này không bắt được nữa thì mình sẽ sử dụng game mode. Đánh sẵn cái game mode vào đây. Run. Mình nói mình lạ. Bởi vì là quá tốn rồi. Không bắt thì lại tiếc. Ôi, đánh nó chết rồi. No. Mình lấy một quả thôi. Duy nhất một quả thôi. Xin lỗi nhá. Mình không cố ý đâu nhưng mà mình phải bắt nó. Rồi bắt được rồi, chắc chắn là bắt được rồi. Master Ball thì không có chạy đi đâu được. Rồi ok, bây giờ mình sẽ về nhà. Về nhà lôi nó thử xem mất mấy chục quả mà Ultra Ball mà không bắt được. Các bạn thấy cái con này nó hãm như thế nào, hãm tài như thế nào. À không, con này mình không đổi, mình đổi với con hệ nước đi. Bởi vì là có hai con hệ nước rồi. Con này là hệ gì đây? Lửa à? Ồ. Hệ này mình chả biết giải thích ra sao nữa. Wow. 120. Skin nó không phải dạng vừa đâu, ok. Con này được cái là defense. Ok, thế nó cùi như thế này thôi mà nó khiến mình mất bao nhiêu cái thứ vớ vẩn. Rồi không cưỡi được, con này không cưỡi được các bạn. Rồi đi test thôi. Đi ra kia thử xem là sức mạnh của con khỉ ho có gáy này với bốt như thế nào. Bốt ơi bốt. Ui.
Mình tưởng đổi không được. Rồi, đi tìm bố test thử đam nhá. Dù gì con nào mình bắt thì mình cũng phải test. Test thử sức mạnh của nó như thế nào. 20, 38 à. 38 này chắc một mình nó solo ngon rồi. Đây trưởng này phải không? Trưởng này là 120 sức mạnh phải không? Gõ vào đầu nó. Gõ vào đầu nó rồi luôn, nó né được cái trưởng của con này. Con này cùi à. Con này thì chỉ được cái to xác thôi. Cresselia. Cresselia. Ủa bố đi đâu hết rồi? Kẹo này ăn đi. À, mất 30 gần 40 quả bóng mà không bắt được cái con này. Mình cảm thấy là nó bất lực quá đi. No, 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 no. No, 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 no. Không con bot nào luôn. Ok, thì clip của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. À, tập sau thì mình sẽ test đam cái con này sau. Con này nó rất là đẹp. Mình chỉ biết là nó đẹp là nó có quyền à. Nó hay là có quyền là nhìn mặt nó nguy hiểm. Cánh kiếc là óng ánh luôn. Đó. Nếu các bạn yêu thích cái series này thì đừng quên để lại một like cũng như là comment, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.